Trong video này, kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị cách trang trí một tường của một căn biệt thự đơn giản, tiện chi phí nhưng rất là đẹp. Đây là quý vị đang thấy một bức tường hàng rào ngoài sân trước của một căn biệt thự đã được hoàn thiện xong, trang trí bởi nhiều đá cuội, sỏi, gạch bóc và tạo nên cái cảnh như là những hòn đảo, nước, mây trời, chim. Đây là cái cảnh chúng tôi đang chiếu cận cảnh để các bạn thấy cái những cái vật liệu để thi công cái tường hàng rào này. Đây là những cái loại đá sỏi nhiều màu, cái màu trắng sữa này thì sử dụng làm cái nền cái loại này thì sử dụng nhiều nhất. Để dán nó thì chúng ta dùng cái loại keo đặc biệt và cái xi măng trắng. Ở phía dưới này để làm đất, làm cái nền bề mặt đất thì dùng những cái loại đá cuội có màu nâu, màu xám. Đây là hai cái dừa. Cái dừa thân cây thì được làm bằng xi măng, cành cây, lá cây thì được dán bằng gạch bóc. Những gạch bóc được cắt nhỏ ra và cắt và xếp thành cái hình những chiếc lá. Đây là có một hòn đảo ở ngoài biển thì cũng được dán bằng gạch bóc màu đất. Những gạch gạch phía dưới đó là những cái hình mà nó in lên mặt nước. Ở ngoài khơi thì có những chiếc thuyền được cắt ra từ những viên gạch vụn. Cái cánh buồm thì được cắt từ những gạch màu xanh dương. Đây là một chiếc thuyền nữa. Đây là một chiếc thuyền nhỏ. Và có ba con chim. Đây là cái vòng mai. Mai cũng được đính bằng sỏi cuội. Đây là quang cảnh của cái công trình biệt thự đang được thi công, phần hoàn thiện, tiến hành sơn nước gần xong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video nói về trang trí một vách tường sân trước của một căn biệt thự đơn giản nhưng đẹp nhưng rất là mỹ quan. Cảm ơn quý vị, nhớ đăng ký kênh để được đón nhận những video tiếp theo của kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng.